chương 541, tìm người. Lão Lưu tiếp tục nói, cái kia phong thủy tiên sinh lấy quan tài phương thức thực đặc biệt, hắn làm người ở cù long một phía dưới khấu một cái lỗ thủng, chính mình chui đi vào, dùng miếng vải đen đem quan tài bịt kín lúc sau, mới làm người đem quan tài từ mồ túng ra tới. Liền bởi vì hắn mong quan tài, cho nên ai cũng chưa thấy kia khẩu quan tài bộ dáng. Cái kia phong thủy tiên sinh chỉ huy xuống tay hạ đem quan tài hướng dưới chân núi nâng, không nghĩ tới, ở quá một tòa kiều thời điểm, ra ngoài ý muốn, liền người mang theo quan tài cùng nhau rớt vào trong nước đốc quân cũng phái người đi vớt quá quan tài lại cái gì cũng chưa tìm được chuyện này nhi cũng liền không giải quyết được gì bởi vì lúc ấy ở đây người tất cả đều đã chết cho nên cũng không ai có thể nói thanh ngay lúc đó tình cảnh cùng ta nói chuyện này nhi người cũng không biết là từ địa phương nào nghe tới tin tức ta biết đến cũng liền này đó lão lưu nói xong ta nhịn không được nhíu mày lão lưu nói chuyện này ta lúc ấy cũng không có để ở trong lòng mới không cẩn thận hỏi thăm quá là ta sơ sẩy ta xua tay nói này không oán ngươi nếu đem ta đổi ở lão lưu vị trí thượng đồng dạng sẽ không đi quan tâm kia khẩu quan tài chủ tử cũng chưa tâm tư đi quản đồ vật một cái sư gia hà tất bởi vì tò mò đi ra sự tình trước kia ta lầm bầm lầu bầu nói nếu có thể tìm được lúc ấy ở đây người hỏi thăm một chút thì tốt rồi lão lưu nói người khẳng định là tìm không thấy nhưng là quỷ nói không chừng có thể mượn tới dùng dùng lão lưu giải thích nói năm đó đốc quân thuộc hạ có một cái công binh doanh trưởng tên là cung phú quý. Người kia cùng trộm môn có chút quan hệ, chuyên môn thế đốc quân làm những cái đó đào mồ hoạt động. Lần đó sự tình hắn không có việc gì, ta cảm thấy hắn khẳng định biết chút cái gì. Bởi vì, từ kia lúc sau hắn liền xuất ngủ trở về quê quán. Người nọ trụ địa phương, thật đúng là liền ly nơi này không xa. Tìm được hắn nói không chừng có thể lộng tới điểm hữu dụng đồ vật. Ta đối tìm cung phú quý sự tình cũng không báo quá lớn hy vọng, kia hóa hẳn là đã chết vài thập niên đi. Nói không chừng đã sớm đầu thai thật đúng là không có lão lưu cười nói trước một trận lão triệu vơ vét du hồn giả quỷ thời điểm còn có quỷ hồn nhắc tới quá hắn hắn hiện tại thành giả quỷ tiểu đầu đầu vốn dĩ ta còn tính toán quá mấy ngày tự mình đi tìm xem hắn hiện tại xem chỉ có thể là chủ nhân ra mặt ta đôi mắt tức khắc sáng ngời người ở đâu đem địa chỉ cho ta lão lưu cho ta viết một cái địa chỉ lúc sau ta liền một phút cũng chưa nhiều chờ liền lại kêu lên phong nếu hành cùng diệp dương cùng hạ mộng oanh dựa theo địa chỉ thượng vị trí đuổi qua đi thuật sĩ thu thập tình báo phương thức cùng thường nhân bất đồng, thế tục muốn thành lập một cái mạng lưới tình báo, cần thiết phải có cự lượng tài chính cùng nhân mạch làm chống đỡ, thậm chí còn muốn huấn luyện chuyên môn tình báo nhân viên. Thuật sĩ lại không cần như vậy phiền toái, chỉ cần cùng quỷ hồn thành lập tốt đẹp quan hệ là có thể dùng chút ít nhân thủ tổ kiến ra khổng lồ mạng lưới tình báo. Nhưng là, phương thức này cũng có nghiêm trọng tệ đoan, đó chính là quỷ hồn không phải địa phương nào đều đi vào đi, đặc biệt là không có căn cơ cô hồn giả quỷ, gặp gỡ trấn trạch pháp khí, thậm chí phong thủy vật trang trí địa phương liền không linh. Càng đừng nói là công môn, tông môn linh tinh địa phương. Thuật sĩ mạng lưới tình báo làm được càng lớn, yêu cầu quỷ hồn liền càng cường, này không chỉ là thuật sĩ cùng quỷ hồn gian giao dịch, còn phải xem thuật sĩ bản thân tu vi. Ta không hỏi qua triệu từ mạng lưới tình báo đến tục cùng phát triển tới rồi cái gì trình độ, bất quá, hắn có thể liên lạc địa phương quỷ hồn nhưng thật ra ở tình lý giữa. Ta dựa theo lão lưu cho ta địa chỉ tìm được một tòa không không biết nhiều ít năm phá phòng ở, ở nơi đó mặt điểm tam chi hoàng hương, cầm lấy một phen giấy vàng đốt lửa ném tới ngoài cửa phòng mặt. Này ở thuật trên đường gọi là trải tiền, ý tứ chính là cấp xin cơm, du hồn giả quỷ ném đem tiền đi xuống lôi kéo làm quen. Chẳng được bao lâu, ta rơi tại bên ngoài tiền khiến cho chạy tới giả quỷ đoạt cái không còn một mảnh, một cái mặt tương đối hảo điểm quỷ hồn hướng về ta chắp tay, vị này gia, ngài lão có cái gì phân phó? Ta nói một câu, ta muốn tìm một cái kêu cung phú quý người, ngươi có thể tìm được sao? Cái này, cái kia quỷ hồn do dự một chút, cung gia, giống nhau không thấy người ngoài. Ta cấp phong nếu hành để ánh mắt, người sau từ ba lô sách ra tới một chuỗi thiêu cấp người chết, kim nguyên bảo, điểm ném vào bên ngoài, dân gian có một kim đỉnh vạn tiền, cách nói, phong nếu hành này đánh thưởng không tính nhỏ, cái kia quỷ hồn vẫn là không chịu nói chuyện. Ta nhàn nhạt nói, ngươi đi nói cho cung phú quý, liền nói ta thủ hạ có cái kêu triệu từ người, trước kia đi tìm hắn. Lần này là ta tự mình tới cùng hắn làm bút mua bán, lời nói đưa tới, tiền chính là của ngươi. Cái kia quỷ hồn ánh mắt sáng lên, vội không ngừng đem tiền thu lên, vị này gia, ngươi chờ một lát trong chốc lát, ta đây liền qua đi cho ngươi truyền lời. Cái kia quỷ hồn đi rồi không bao lâu, liền mang theo một cái ăn mặc thời trước quân trang người đã đi tới. Ta trên dưới đánh giá đối phương liếc mắt một cái, giơ tay so cái thủ thế, hai giới đường lý phách, gặp qua cung tiên sinh. Đối phương chỉ là vừa chấp tay, ta liền bắt tay cấp thả xuống dưới, bằng hữu không phải cung phú quý, vẫn là mời trở về đi. Nói cho cung phú quý, ta hai giới đường làm buôn bán, chú trọng một cái can đảm. Hắn nếu không có lá gan cùng ta hợp tác vậy đừng chống đỡ ta cùng người khác buôn bán. Nếu không, hậu quả hắn hiểu. Ta nói vừa xong, liền đi ra ngoài. Chương 542, tìm người nhị. Đổi mới siêu mau. Lão Lưu cùng ta nói rồi, cung phú quý sinh ra trộn môn. Thủy ấn quảng cáo thí nghiệm, thủy ấn quảng cáo thí nghiệm. Ta đánh ra tới cái kia thủ thế, chính là cùng trộn môn bằng hữu gặp mặt tiếng lóng, ý tứ là, ta tới tìm ngươi làm việc, không phải lại đây tìm việc. Đối phương xem không rõ tay của ta thế, đã nói lên hắn không phải cung phú quý. Ta trước khi đi ném xuống câu nói kia là nói cho hắn, ngươi không cùng ta hợp tác, ta không bắt buộc. Nhưng là, ngươi cũng đừng ngăn đón ta cùng người khác hợp tác, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Nếu cung phú quý liền ở phụ cận, hắn tuyệt không dám để cho ta như vậy đi. Một cái giả quỷ sau lưng có hay không chỗ dựa, tuyệt đối là bọn họ có thể hay không ở địa phương dừng chân tiên quyết điều kiện, hai giới đường quay đầu nâng đỡ mặt khác quỷ hồn, cung phú quý liền dễ dàng bị người khác xử lý. Ta mới vừa đi vài bước liền nghe thấy mặt sau có người hô, Lý Đương Gia xin dừng bước. Ta quay đầu nhìn lên, một con quỷ hồn đã đứng ở phá cửa phòng trước, tại hạ cung phú quý, gặp qua Lý Đương Gia. Tại hạ trà trộn trộn môn nhiều năm, dưỡng thành cẩn thận chặt chẽ thói quen, mọi việc đều phải cẩn thận vài phần, còn thỉnh Đương Gia thông cảm. Ta đạm đạm cười đi trở về trong phòng, thực mau liền có quỷ hồn cho chúng ta mang lên bàn ghế, ta cùng cung phú quý cách một cái bàn ngồi xuống lúc sau, đối phương mang theo vài phần biết rõ cố hỏi ý tứ nói, không biết, Lý đương gia đại giá quan lâm, có cái gì chỉ giáo? Ta tới tìm ngươi, là muốn hỏi một chút cù long mồ sự tình. Ta gọn gàng dứt khoát nói ra mục đích của chính mình, đối phương sắc mặt lại là đột nhiên biến đổi, ta không biết Lý đương gia nói chính là thứ gì, cáo từ. Cung phú quý còn không có hoạt động vị trí, đã bị ta chế trụ thủ đoạn cưỡng chế ở tại chỗ, bằng hữu, ở ta không nhúc nhích thô phía trước, ngươi vẫn là nhiều suy nghĩ lời nói. Cung phú quý cười lạnh nói, Lý đương gia, thuật sĩ trảm quỷ cũng đến có cái cớ. Ngươi tùy tiện giết ta, âm ty bên kia sợ là công đạo bất quá đi thôi các huynh đệ đều đứng ra làm lý đương gia sát cái đủ cung phú quý ra lệnh một tiếng phá phòng ở ngoài trở nên quỷ ảnh thật mạnh khó có thể đếm hết quỷ hồn đem chỉnh gian nhà ở bao quanh vây quanh bọn họ tuy rằng không có động thủ lại một đám mặt mang cười lạnh hướng ta trên người nhìn lại đây bọn họ không tin ta dám ra tay diệt hồn thuật sĩ có thể trảm quỷ nhưng lại không thể tùy tiện trảm quỷ quỷ hồn ở thuật sĩ trong tay hôi phi yên diệt chẳng khác nào đem hắn từ luân hồi giữa hoàn toàn hủy diệt không còn có làm người ở kiếp sau cơ hội. Ở nào đó ý nghĩa đi lên nói, là ở phá hư thiên đạo luân hồi trung cân bằng. Nếu, thuật sĩ tùy ý chém giết quỷ hồn, tại địa phủ xem ra liền cùng phàm nhân lạm sát kẻ vô tội, không có bất luận cái gì khác nhau, địa phủ tất nhiên phái quỷ sai trảo thuật sĩ vào địa phủ vấn tội. Cho nên, ở nào đó ý nghĩa thượng giảng, thuật sĩ giết người ngược lại so sát quỷ đơn giản nhiều. Ta khóe miệng thượng nhất lên một tia cười lạnh, ngươi tưởng làm ta sợ sao? Ta nói cho ngươi, ta tổ sư gia là hắc bạch vô thường, ta hôm nay giết sạch các ngươi nơi này sở hữu quỷ hồn, đều không có quỷ sai dám nhiều lời một cái, không tự, ngươi tin hay không? Cung phú quý chỉ là ở cười lạnh, liền lời nói đều không muốn cùng ta nhiều lời. Ta hơi hơi vung tay lên, sát. Phong nếu hành đôi tay đều xuất hiện chi gian, hàng trăm linh phù ở nàng chân khí thúc dục dưới, hình cùng tuyết bay hướng bốn phía cùng quyển mà đi, linh phù rơi xuống đất liệt hỏa chợt, vây quanh ở phá phòng phụ cận quỷ hồn đương trường bị đốt thành hỏa đoàn, ghé vào tận trời hỏa ảnh giữa qua lại loạn lăng, thất thanh cơ thảm thiết cung phú quý sắc mặt đột biến chi gian, lại cười lạnh ngồi xuống, liền này. Hắn nhìn ra được tới, bên ngoài hỏa thế tuy rằng hung mảnh, lại nếu không những cái đó quỷ hồn mệnh, hù dọa người thành phần càng nhiều một ít. Phong nếu đi ra tay sát thật khống chế lực đạo, có thể đem những cái đó quỷ hồn thiêu đến sống không bằng chết, lại nếu không bọn họ mệnh. Ta nhàn nhạt cười nói, lúc này mới vừa bắt đầu, ngươi gấp cái gì, có thể chậm rãi sau này xem sao. Cung phú quý nhàn nhạt nói, ta đảo muốn nhìn, quỷ sai tới, ngươi nên như thế nào giải thích cung phú quý tại đây một thế hệ có thể hỗn đến hô mưa gọi gió, khẳng định là có quen thuộc quỷ sai, không bao lâu, thủ hạ của hắn liền lãnh một cái quỷ sai đuổi lại đây, cái kia quỷ sai phẩm giai không cao, tự nhiên cũng không biết chúng ta là ai, há mồm liền quát, các ngươi thật to gan, dám. Cái kia quỷ sai nói còn chưa dứt lời, con phong nếu hành liền lạnh lùng nói, ở liêu đông nơi này, thật đúng là liền không có chúng ta hai giới đường không dám làm sự tình. Hai giới đường Quỷ sai sợ tới mức đương trường đánh một cái rung rung, xin hỏi, ngài là vị nào đương gia? Phong Nếu Hành Phong Nếu Hành tự báo gia môn lúc sau, quỷ sai đương trường quỳ xuống, bái kiến tam đường chủ. Phong Nếu Hành nhàn nhạt nói, ngươi nhận thức ta. Quỷ sai chặn lại nói, tiểu nhân đã từng đi theo cấp trên giúp hai giới đường làm qua sai sự, chỉ là không cơ hội chiêm ngưỡng vài vị đường chủ phong thái. Tính ngươi có thể nói, có thể bất tử, từ chỗ nào tới, hồi chỗ nào đi. Phong Nếu Hành xem cũng chưa xem đối phương liếc mắt một cái, nơi này sự tình, ngươi có thể đúng sự thật đăng báo. Tiểu nhân cái gì cũng chưa thấy, cái kia quỷ sai đứng dậy, đầu đều không nâng chạy, hắn ý tứ là tưởng nói cho chúng ta biết, hắn không gặp trong phòng đều có ai. Ta cười như không cười nhìn sắc mặt kịch biến cung phú quý, ta lại cho ngươi cơ hội tìm người, ngươi có thể thử xem đêm này phiến thành hoàng gọi tới, hoặc là tìm xem âm binh cũng có thể, ta chờ ngươi chỗ dựa lại đây. Chương 543, Hóa Cốt Long Đổi mới siêu mau Cung phú quý cái này là thật lúng cúng, lý đường chủ, tại hạ có mắt không thấy thái sơn, ngươi dơ cao đánh khẽ. Ta những cái đó huynh đệ cái gì cũng không biết, ngươi có chuyện gì có thể cùng ta nói. Thủy ấn quảng cáo thí nghiệm, thủy ấn quảng cáo thí nghiệm. Ta hơi hơi phất tay lúc sau, phong nếu hành một tay lăng không nắm chặt, ngoài phòng liệt hỏa tức thì tắt, bị thiêu đến toàn thân biến thành màu đen quỷ hồn, một đám đứng lên lại không có một người rời đi, ngược lại là bày ra một bức liều mạng tư thế. Cung phú quý thở dài nói, các vị huynh đệ, các ngươi đều trở về đi. Lý đường chủ chỉ là tìm ta hiểu biết một chút chuyện cũ năm xưa, sẽ không khó xử ta, đều đi thôi. Cung phú quý thấy vây quanh ở bên ngoài quỷ hồn vẫn là vẫn không nhúc nhích, lập tức giận dữ hét: "Tiểu Tứ, dẫn bọn hắn đi." "Không có mệnh lệnh của ta, ai cũng không được lại đây, mau cút." Vừa rồi đi kêu quỷ sai cái kia du hồn, cắn răng mang đi bên ngoài giả quỷ, chính hắn lại gấp trở về, liền đứng ở trong viện nhìn chằm chằm chúng ta nhất cử nhất động. Ta không đi để ý tới đối phương phẫn nộ, buông ra cung phú quý cấp điểm điếu thuốc đưa qua, ta phải biết rằng năm đó Cù Long Mồ toàn bộ sự tình. Cung phú quý Trừ Yên nói: "Ta không biết, ngươi muốn làm gì?" nhưng là ta khuyên ngươi không cần đi chạm vào cù long mồ. Nơi đó quá tà. Ta nhàn nhạt nói, chuyện khác, ngươi không cần phải xen vào, chỉ cần đem ngươi biết đến sự tình nói cho ta là được. Cung phú quý nói, ngươi làm ta ngẫm lại, nên như thế nào cùng ngươi nói. Cung phú quý suy nghĩ nửa ngày mới nói nói, ta vẫn luôn đều tại hoài nghi, năm đó là có người cố ý làm đốc quân đi chạm vào cù long mồ. Ta ở đốc quân thủ hạ làm việc thời điểm, trên danh nghĩa là công binh doanh trưởng, kỳ thật thuộc hạ liền 100 người đều không đến. Từ bộ đội đến dân gian, ai đều biết ta làm là cái gì hoạt động. Cho nên tổng hội có người tới cấp ta đưa tin tức, nói cho ta nơi nào có tài lộ. Ban đầu, có người bỗng nhiên tìm tới môn tới, cùng ta nói lão trọc trên núi có tòa Cù Long Mồ. Ta ngay từ đầu cũng không để ý chuyện này, sau lại phó quan cùng ta nói, vạn nhất đất quân có hứng thú làm sao bây giờ. Ta lúc này mới đi lên nhìn thoáng qua. Kết quả, kia tòa mồ là làm ta kinh hồn tán đảm a. Cung phú quý tuy rằng đã thành quỷ hồn, lại như cũ mang theo sợ hãi nói ta ngay từ đầu không đem lão trọc sơn cù long mồ đương hồi sự nhi là bởi vì lão trọc sơn nơi đó coi như là lưu đông bên này tối cao sơn chính là bởi vì hắn quá cao trên đỉnh núi mới không thích hợp tán người điểm này cung phú quý nói nhưng thật ra không sai bình thường dưới tình huống ai tu mồ cũng sẽ không tu ở tuyệt phong đỉnh người ở tuyệt phong phía trên tuy rằng có thể tẩn hiện vừa xem mọi núi nhỏ oai hùng nhưng cũng sẽ có chỗ cao không thắng hàng cô tịch mồ tu ở tuyệt phong phía trên trừ bỏ cao còn có mặt khác phong thủy có thể cùng tuyệt phong hợp lại càng tăng thêm sức mạnh sao càng quan trọng là không có ngăn cản đỉnh núi nhi sẽ bị thái dương bắn thẳng đến khi không phải tương đương đem quỷ hồn đặt ở chỗ cao bạo phơi sao cung phú quý không tin nơi đó có mồ cũng ở tình lý bên trong cung phú quý tiếp tục nói lại nói lão trọc trên núi thụ ta cũng đập qua lão trọc sơn quá cao lại ở đầu gió thượng trên đỉnh núi liền tìm không tự lập thụ tất cả đều bị gió thổi đến nghiêng lệch vạn vẹo liền tính là phẩm tướng hảo thụ cũng là nghiêng lớn lên ngoạn ý khi địa phương xuất hiện mấy cái giống xà, giống mãn thụ, không tính hiếm lạ chuyện này. Chờ ta nhìn đến kia cây cù long một thời điểm, ta mới biết được chính mình tưởng sai rồi a. À. Khi không phải cái gì cù long một, đó là hóa cốt long. Cung phú quý run rẩy nói, cù long có giác. Khi cây có cái gì? Ngẫn lên tới trên thân cây xác thật có long đầu, nhưng kia long đầu chẳng những không có giác, còn có vẻ bẹp to rộng, nhìn chính là con cá đầu. Long thân xác thật là ở phần mộ thượng vòng một vòng, cũng không phải thon dài hình dạng mà là bẹp hai chỉ sau móng vuốt vẫn luôn súc ở bụng phía dưới đè nặng mộ phần, kia không phải hóa cốt long là cái gì. Ta nghe đến đó cũng không khỏi hơi hơi khiếp sợ. Về hóa cốt long có hai loại cách nói, một loại là nói hóa cốt long chính là thao thiết, bởi vì là long chủng, lại cái gì đều nuốt trôi đi, tiêu hóa được, lại kêu hóa cốt long. Mặt khác một loại cách nói, con là chỉ một loại ngoại hình tựa sinh cá bốn chân sinh vật, cũng có cách nói là bốn chân xà, nó có khi sẽ duỗi thân ra bốn con chân nhỏ, nhưng vì tránh cho bị nhân loại phát hiện thân phận mà thường đem chân sau thu hồi, giả dạng thành sinh cá ngày thường ngoại hình cùng sinh cá vô dị hóa cốt long năng lực cực nóng có giả chết bản lĩnh nếu là làm nó tiến vào nhân thể hóa cốt long tứ chi liền sẽ hiển lộ ra tới cũng đem người này cốt cách tẩn hóa là một loại có thể giết người tà vật cung phú quý cũng không thấy ra ta khiếp sợ lại tiếp tục đi xuống nói ta lúc ấy còn hướng bốn phía nhìn nhìn kia cù long mồ bốn phía thụ liền không có một cây không giống như là xà a à. này không phải đàn xà triền mồ sao tu mồ người đây là muốn lộng chết mồ người a. À. Như vậy mồ không phải chôn kẻ thù, chính là chôn chứ không được ngoạn ý a. À. Loại địa phương này, ai chạm vào ai chết. Ta trở về lúc sau liền tìm cái kia cho ta báo tin nhi người, đây là làm ta phát tài. Này không phải muốn lộng chết ta sao? Kết quả, ta đi tìm đi thời điểm, người nọ đã chết, người nằm ở lưu nước, toàn thân xương cốt giống như là bị đánh gãy giống nhau, liền không có một cái hảo địa phương. Ta lúc ấy là thật sự sợ hãi. Chương 544, hóa cốt long nhị đổi mới siêu mau. Cung phú quý cầm lấy yên tới hung hăng trừ hai khẩu, mới tiếp tục nói. Ta lúc ấy chính là cấp cảm kích người hạ phong khẩu lệnh, nói cho bọn họ, chuyện này ai cũng không được ra bên ngoài nói, đặc biệt không thể làm đốc quân biết. Thủy ấn quảng cáo thí nghiệm, thủy ấn quảng cáo thí nghiệm. Đốc quân trước nay cũng không tin quỷ thần, ở trong mắt hắn, chỉ cần có người có thương, liền tính là diêm vương gia tới đều đến sang bên trạm. Hơn nữa, hắn lòng hiếu kỳ còn đặc biệt trọng. Lấy đốc quân cái kia tính tình, nếu là biết trên núi có như vậy một tòa mồ, liền tính biết rõ bên trong cái gì đều không có, cũng đến đào khai nhìn xem. Nhưng ta không nghĩ tới, còn không có quá nửa tháng Đốc quân liền nghe nói Cù Long mồ, một hai phải làm ta lên núi đi đem mồ cấp đào. Ta chết sống đều không đồng ý, kết quả Đốc quân dưới sự giận dữ triệt ta chức, đem ta biên tiến công binh doanh, làm ta đi theo người khác lên núi. Còn nói, không đi liền bắn chết ta. Ta thật sự là bị hắn bức không có biện pháp, mới tìm được lúc ấy nổi tiếng nhất phong thủy tiên sinh, liếc mắt một cái thông cầu hắn cùng chúng ta lên núi lúc ấy đốc quân triệt ta chức ta không thể mang binh hắn khiến cho chính mình sư gia mang theo chúng ta đi cù long mồ hắn cái kia sư gia cũng là cái có vài phần tỷ lệ người danh khí tuy rằng không có liếc mắt một cái thông đại nhưng là cũng không kém bao nhiêu lúc ấy ta chính là xen lẫn trong công binh liền đi theo bọn họ lên núi chờ hai người bọn họ thấy cù long mồ thời điểm cũng đều choáng váng kia mồ thật là ai cũng không dám khai a à. chính là không khai mồ chúng ta lại không có biện pháp đi theo đốc quân công đạo cái kia thời đại mạng người như thảo a đốc quân một cái không thoải mái thật có thể lấy chúng ta kéo đi ra ngoài đều cấp tể muốn nói chạy vậy càng không có thể chúng ta mấy cái trong nhà còn có lão có tiểu ai có thể quản gia tiểu ném chính mình chạy trốn chúng ta không phải không nghĩ tới lộng cái giả quan tài trở về lừa gạt đốc quân chính là ai dám bảo đảm lên núi trên dưới một trăm nhiều hào người không có đốc quân nhãn tuyến liền tính là đốc quân không an bài nhãn tuyến cũng có rất nhiều tưởng hướng lên trên bò người chỉ cần có một người trở về cùng đốc quân nói nói mấy câu chúng ta đã có thể đều xong rồi liếc mắt một cái thông khí đến một dậm chân liên tiếp mắng ta hố người sư gia suy nghĩ nửa ngày mới đem liếc mắt một cái thông cấp túng đến bên cạnh tận tình khuyên bảo khuyên hắn đem mồ cấp khai liếc mắt một cái thông cũng là không có biện pháp cuối cùng chỉ có thể tăng gia đầu đi khai mồ hắn đầu tiên là làm người đem cù long một phía dưới cưa khai tính toán lộ ra một cái lỗ thủng tới lại chậm rãi hướng mồ thăm ai biết chúng ta bên này một chút triều kia trên thân cây liền quát ra huyết tới kén triều người một chút không né tránh bị huyết phun vẻ mặt. hắn thuận tay như vậy đi xuống một sát, liền đem chính mình da mặt cấp mang xuống dưới một tầng. người nọ lúc ấy bụng mặt mất mạng trên mặt đất lăn lộn, kia một đường trên mặt đất lăn, trên mặt liền huyết mang thịt một khối đi xuống rớt, không quá một hồi, người liền chặt đứt khí nghi, chờ ta đem hắn tay cấp bắt lấy tới. người nọ trên đầu thịt tất cả đều không có, liền dư lại một cái máu chảy đầm đìa đầu thân xác. chúng ta đám kia người sợ tới mức ai cũng không dám đi chạm vào kia tòa mồ, lại không dám liền như vậy trở về dứt khoát liền ở trên đỉnh núi trác doanh ngày hôm sau thiên sáng ngời sư gia đã kêu người lên chính là có một cái lều trại người như thế nào cũng khởi không tới ta qua đi hướng trong vừa thấy kia một lều trại người cũng chưa một đám giống như là bị xà cấp cắn chết giống nhau đầy mặt đen nhánh chết ở lều trại chính là bọn họ toàn thân trên dưới tìm không thấy một viên rắn cắn dấu răng không nói người cũng là thẳng tắp nằm trên mặt đất giống như là song song ở kia ngủ ta nhìn kỹ bọn họ không phải đi ngủ không có khí bọn họ tay tất cả đều trảo vào trong đất gót chân cũng đem mặt đất đặng khai vài tấc, Giống như là bị rắn cắn lúc sau, lại làm người cấp che miệng ấn ở trên mặt đất, lúc này mới chết thành một loạt. Ta nguyên tính toán là đem thi thể thiêu, chính là liếc mắt một cái thông không cho, hắn nói này đó người chết hắn lưu trữ hữu dụng. Liếc mắt một cái thông đem cái chết người thả một ngày, thẳng đến Thái Dương sắp lạc sơn thời điểm, mới làm người đem thi thể đều nâng lên tới, đầu hướng về phía thân cây đặt ở dưới gốc cây. Chính mình lại hướng người chết trên đầu vẽ đồ vật. Liếc mắt một cái thông làm chúng ta tất cả đều hồi lều trại, buổi tối vô luận nghe thấy cái gì đều đừng ra tới. Trong doanh địa mạch cũng không cho đốt đèn, không được nhóm lò. Tóm lại chính là một chút quan đều không thể thấy, nếu ai làm ra quan tới, bị người chết cấp túng, cũng đừng oán hắn. Chúng ta dựa theo hắn nói làm, tới rồi buổi tối, ta liền nghe thấy cù long mồ bên kia răng rắc răng rắc vang lên, nghe giống như là có người ở gặm đầu gỗ. Ta không dám ra bên ngoài xem, nhưng ta có thể tưởng tượng ra tới mấy cái người chết là ở ôm đầu gỗ gặm nào. Chẳng được bao lâu, ta liền nghe thấy bên cạnh lều trại có người chơi mệnh kêu cứu mạng, sau lại người nọ động tĩnh giống như là bị người kéo đi rồi giống nhau, hướng triền núi phía dưới đi, lại sau lại liền không có động tĩnh. Ta sợ tới mức ông thương ở lều trại bên trong ngồi một đêm, thật vất vả chờ đến ngày hôm sau buổi sáng, ta mới từ lều trại bò đi ra ngoài. Đêm qua, trong doanh địa thật sự đã chết người, ta bên cạnh kia lều trại làm người cấp khấu ra tới một cái lỗ thủng, bên trong binh lính thiếu một cái. Ta vừa hỏi mới biết được, người nọ nghe thấy cù long mồ bên kia đầu gỗ vang sợ tới mức không được, liền tưởng điểm điếu thuốc ác ác kinh, kết quả hắn mới vừa đem hỏa điểm lên, lều trại đã bị người xé mở một cái khẩu tử, kia khẩu tử vẫn là khai ở hút thuốc người bên cạnh. Lều trại người mắt thấy bên ngoài vói vào tới một bàn tay, bắt lấy người nọ quần áo liền ra bên ngoài túm. Bọn họ lúc ấy đều sợ hãi, ai cũng không dám qua đi ngăn đón, liền như vậy trơ mắt nhìn một người bị túm không có. Chương 545, xuống núi qua cầu. Đổi mới siêu mau. Cung phú quý nói tới đây dừng lại, còn có yên sao? ta điểm một cây yên đưa qua đối phương lại trừ mấy tài ăn nói tiếp tục nói ta thấy lều trại bên ngoài có huyết liền theo vết máu một đường tìm đi xuống cuối cùng là ở triền núi phía dưới đem người nọ cấp tìm đến thủy ấn quảng cáo thí nghiệm thủy ấn quảng cáo thí nghiệm cái kia bị túng đi công binh giống như là bị lan cấp đào giống nhau bụng tất cả đều kéo ra nội tạng đều bị đào rỗng thảm không nở nhìn a à. ta nhìn hai mắt cũng không dám nhìn chạy nhanh làm người đem thi thể chôn chính mình trở về cù long mồ bên kia Liếc mắt một cái thông cùng sư gia đều ở bên kia, cù long một phía dưới thân cây cũng bị lộng rất thật lớn một khối, bị liếc mắt một cái thông bãi dưới tàn cây thi thể tất cả đều thành xương cốt. Những người đó xương cốt tất cả đều băng rồi nha, xem như vậy là gặm thụ đem nha cấp gặm chặt đứt. Ta hỏi liếc mắt một cái thông, đã chết cái kia công binh là chuyện như thế nào? Liếc mắt một cái thông mắng ta một câu nói, hắn mẹ nó đã chết xứng đáng. Ta đều nói cho lại nói cho, đừng đốt lửa, đừng thấy quang, hắn còn dám hút thuốc hắn đem gặm đầu gỗ người chết cấp dẫn qua đi một cái, đem hắn túng không quan trọng. Thiếu chút nữa hỏng rồi chuyện của ta nhi. Cái kia người chết đào hắn ruột, nếu là không trở lại, dưới gốc cây những người này không phải bạch đã chết. Ta lúc ấy liền cảm thấy gặm thụ những người đó chết, khẳng định cùng liếc mắt một cái thông có quan hệ, ta muốn hỏi cái đến tột cùng, kết quả bị sư gia cấp ngăn cản, hắn nói, hiện tại đến giữa liếc mắt một cái thông cứu chúng ta mệnh, không thể đắc tội hắn. Chờ đến trở về giao kém, chúng ta muốn người có người, muốn thương có thương, còn sợ làm hắn không chết sao. Ta ngẫm lại cũng là, liền lui qua một bên. liếc mắt một cái thông tìm công binh muốn xẻng, chính mình một người không lưng ở tách ra thân cây phía dưới đào một cái lỗ thủng. Hắn này việc, một làm chính là ban ngày, đều đến buổi chiều mới moi ra tới một cái có thể tiếng người lỗ thủng. liếc mắt một cái thông chính mình mang theo miếng vải đen, mang theo dây thường bò tiếng mồ, mân mê nửa ngày, mới làm người dùng dây thường đem quan tài cấp túng ra tới. Hắn làm người đem quan tài nâng lên tới lúc sau, chính mình lại trong ba tầng ngoài ba tầng dùng miếng vải đen đem quan tài cấp bao cái kính mít. Lúc này mới làm người nâng quan tài hướng dưới chân núi đi. Trước khi đi, còn cố ý nói cho công binh, đem kia tòa mồ cấp tạc. Hắn còn công đạo lưu lại công binh, nhất định phải đem mồ cấp tạc thấu, tạc đến mồ hố thấy thiên mới thôi. Tạc một lần không được liền nhiều tạc mấy lần, đừng sợ phiền toái, nếu là này việc làm không nhanh nhẹn, tương lai phải có chúng ta bị tội thời điểm. Lúc ấy, ta để lại một cái bài tạc mồ, chính mình đi theo sư gia bọn họ Hạ Sơn. Ta nghe đến đó đánh gãy đối phương nói, kia tòa mồ tạc không có. Hẳn là không có. Cung phú quý lắc đầu nói, ít nhất, ta không nghe thấy tiếng nổ mạnh. Ta gật đầu nói, biết mắt một cái thông là ngay từ đầu liền mang theo miếng vải đen, vẫn là sao lại tìm người lấy miếng vải đen. Thuật nói người trong mang theo vải đỏ, vải bố trắng không tính hiếm lạ, mang theo miếng vải đen tình huống lại phi thường thiếu. Miếng vải đen trừ bỏ che quang ở ngoài, khởi không đến quá lớn tác dụng. Huống hồ, miếng vải đen cũng không giống vải đỏ ở che quan thời điểm, còn có thể trấn áp quan hồn. Cung phú quý nói, liếc mắt một cái thông dụng miếng vải đen đem quan tài bao mấy tầng. Thuyết minh hắn dẫn tới miếng vải đen nhất định không ít, nói không chừng một cây vải đều không đủ dùng, hắn là sớm biết rằng muốn mang theo quan tài xuống núi sao. Cung phú quý nói, liếc mắt một cái thông là ngay từ đầu liền đem miếng vải đen dẫn tới. Ta lúc ấy cũng kỳ quái hắn mang miếng vải đen làm gì. Sau lại, nghe sư gia nói, liếc mắt một cái thông ra tới buôn bán liền dùng tốt miếng vải đen. Ta cũng liền không nghĩ nhiều cái gì ta quay đầu nhìn nhìn phong nếu hành người sau truyền âm nói giỏi về ngự thi dưỡng quỷ thuật sĩ dùng miếng vải đen tương đối nhiều cái kia liếc mắt một cái thông tám phần không phải chính tông phong thủy tiên sinh ta mới nói nói ngươi tiếp tục sau này nói cung phú quý tiếp tục nói lúc ấy ta xem sắc trời chậm kia khẩu quan tài còn trầm đến muốn chết mười mấy cá nhân nâng đều lao lực còn phải đuổi mười mấy đường núi mới có thể đi xuống liền nói nếu không chờ sáng mai lại đi liếc mắt một cái thông lại quyết tâm muốn chạy nhanh xuống núi còn nói trời tối phía trước đi không ra sơn khẩu phải ra đại sự nhi. Ta bị hắn như vậy vừa nói, cũng sợ hãi, liền đi theo hắn hướng dưới chân núi đi. Liếc mắt một cái thông đi ra một khoảng cách liền hướng miếng vải đen thượng họa vài nét bút, ta cũng không biết hắn họa đến tột cùng là cái gì, sư gia cũng không cho ta hỏi nhiều. Khi dọc theo đường đi, nhưng thật ra cũng không xảy ra chuyện gì nhi. Chờ đến sắp quá sơn khẩu thời điểm, liếc mắt một cái người tài năng luống cuốn. Chúng ta muốn rời núi phải trước quá một tòa kiều. Khi tòa phiến đá xanh đáp ra tới kiều nhưng thật ra không dài, cũng liền 5 mét tả hữu. Nhưng là, khi kiều cách mặt nước thân cận quá, mặt nước cách kiều mặt còn không đến nhị thước xa, nếu là đuổi kịp mùa mưa, thủy đều có thể từ kiều trên mặt mạng lại đây. Chúng ta lên núi thời điểm, thủy còn không có qua cầu, chờ đến xuống núi thời điểm, thủy đã từ kiều trên mặt mạng lại đây hơi mỏng một tầng. Khi thủy kỳ thật cũng không nhiều lắm, còn không có không được người chân mặt, chính là liếc mắt một cái thông lại luống cuốn, ngồi sổng kiều bên cạnh thiếu chút nữa khóc, trong chốc lát nhắc mãi, này có phải hay không thiên muốn tuyệt ta a à? Trong chốc lát lại nói liền không nên ham kia mấy khối đại dương, đi lên làm này muốn mệnh việc. Sư gia lại khuyên hắn nửa ngày, cuối cùng nói, nếu ngươi không đi trời đã tối rồi. liếc mắt một cái thông nhìn mắt thiên, mới xem như cắn răng đứng lên, tim giọng nói hô một câu, đem quan tài khiên lên tới, một lát liền tính chặt đứt chân, cũng không thể phóng quan tài. Ngàn vạn không thể làm quan tài dính thủy. Quan tài nếu là dính lên thủy, chúng ta những người này đã có thể đều xong rồi. Chương 546, ngươi thấy cái gì? Đổi mới siêu mau. Cung phú quý triều yên nói, lúc ấy, liếc mắt một cái thông sắc mặt bạch đến dọa người. Thủy ấn quảng cáo thí nghiệm thủy ấn quảng cáo thí nghiệm nâng quan tài người đều ở sợ hãi. Có người liền thương lượng muốn đem quan tài ném. Liếc mắt một cái thông lập tức liền phát hỏa, hắn nói, các ngươi biết quan tài là cái gì sao? Ta nói cho các ngươi, chỉ cần tiếp cận quan tài ba trượng trong vòng người, liền một cái đều chạy không được. Các ngươi hiện tại chạy, trong quan tài đồ vật sớm muộn gì đến đi truyền chết các ngươi duy nhất sinh lộ chính là đem quan tài giao cho đất quân, đất quân là loạn thế vua cỏ mệnh cách, chỉ có hắn có thể ngăn chặn quan tài tà khí. Các ngươi muốn tìm cái chết, đừng mang theo ta. Liếc mắt một cái thông như vậy vừa nói, những người đó liền càng sợ hãi. Ta mắt thấy binh lính muốn tạc doanh, chạy nhanh cùng sư gia qua đi trấn an, liền hống mang hù dọa cuối cùng là ổn định quân tâm, chính là ngày đó sắc cũng bắt đầu đen. Liếc mắt một cái thông với thúc giục chúng ta vài lần, những người đó mới nơm nớp lo sợ đem quan tài cấp nâng thượng cầu đá. Quan tài vừa đến kiều trung gian, nước sông liền tạc kia trong nước giống như là náo loạn giao long dường như một lãng một lãng hướng khởi phiên, cách mấy mét ở ngoài đều có thể nghe thấy bạch lãng mút nước động tĩnh. Vốn dĩ kia kiều cũng chính là bốn năm mét dài ngắn, trên cầu người đi phía trước chạy hai bước cũng liền đi qua, chính là nâng quan tài thượng kiều người, giống như là bị người túng chặt giống nhau, mặc kệ như thế nào dùng sức chính là dời không ra bước nhi a. Liếc mắt một cái thông như là điên rồi giống nhau hướng trong nước ném đồ vật, cái gì tiền tài kiếm, gỗ đào đinh chỉ cần là có thể ném trong nước đồ vật đều ném vào đi nói đến cũng quái liếc mắt một cái đi thông trong nước ném đồ vật kia tình cảnh giống như là hướng nước sôi trong nồi đảo nước lạnh dường như đồ vật của hắn chỉ cần tạp vào trong nước một lần sóng nước tử là có thể đi xuống yên ổn điểm chẳng được bao lâu liền lại ở hướng lên trên phiên trên cầu người ta nói cái gì đều đi không được liếc mắt một cái thông đồ vật cũng đều ném hết hắn liền bắt đầu làm chúng ta hướng kiều phía dưới ném thương ném quân trang ta biết thương có sát khí quân trang có huyết khí có thể trấn tà nhưng chúng ta thương cùng quân trang không được a à. chúng ta chính là một đám vua cỏ mang ra tới binh tông tướng cua trên người không có hoàng triều khí vận thêm vào hướng trong nước ném một chút dùng đều không có những cái đó binh lính hoảng sợ đi theo liếc mắt một cái đi thông trong nước ném thương ta vừa thấy liền biết nếu không hảo không đợi bọn họ hướng trong nước ném thương liền lặng lẽ chạy ta cũng liền chạy ra đi một trăm nhiều mễ liền nghe thấy trong sông ầm vang một tiếng chờ ta quay đầu xem thời điểm kiều đã sụt trên cầu nâng quan tài người tất cả đều ngã xuống đứng ở bên bờ người giống như là choáng váng giống nhau, mắt thấy trong sông Bạch Lãng hướng chính mình trên người cuốn, động đều bất động một chút. Ta chỉ nhìn thoáng qua liền biết những người đó đều xong rồi, ta liền bắt đầu mất mạng ra bên ngoài chạy, ta chính mình cũng không biết chính mình chạy rất xa, mới một chút sờ xuống núi trở về đốc quân phủ. Ta trở về lúc sau, biết đốc quân sẽ không dễ dàng thả ta, liền giả dạng làm chính mình đã dọa điên rồi, liên tiếp cùng hắn hồ ngôn loạn ngữ, đốc quân cho rằng ta là thật điên rồi, lúc này mới thả ta. Cũng may, ta cấp đốc quân làm việc thời điểm, còn vụn trộm tích cóp vài thứ không ở đất quân thuộc hạ làm việc muốn đối phó cái ấm no cũng không tính khó khăn ta chính mình cũng biết lúc trước từ sơn thượng hạ tới người theo ta một cái không chết trong quan tài đồ vật khẳng định sẽ không bỏ qua ta ta một mặt cấp người trong nhà mưu sinh lộ một mặt đang đợi chết khi đó ta ngay cả mồ đều tuyển hảo cung phú quý nói chuyện chỉ chỉ trên núi bên kia chính là ta cho chính mình tuyển mồ ta nói cho bọn họ vạn nhất ngày nào đó ta thật không có làm cho bọn họ đừng phát tan đừng để tan ngay cả giấy đều không cần thiêu, dùng chiếu tử một quyển, tìm người đem ta ném ở bãi tha ma là được. Ta như vậy sống hai năm lúc sau, mới xem như chờ tới rồi ta ngày chết. Kỳ thật, ta cũng không biết chính mình là chết như thế nào. Ta chết ngày đó, đang ở trong đất làm việc nhi, liền cảm thấy trên người như là bị quỷ cấp thổi khí giống nhau, lãnh đến đánh một cái rung rung. Chờ ta hoảng quá mức nhi tới, người cũng đã ngã trên mặt đất, ta quỷ hồn liền đứng ở chính mình thi thể bên cạnh. Khi chính là đại buổi trưa A, nếu không phải ta chạy trốn mau ngay cả quỷ hồn đều thừa không được cung phú quý nói người trong nhà biết ta là đang làm gì cũng nghe ta nói đem ta cuốn lên tới ném ở bãi tha ma thượng liền đi rồi ta cũng liền thành cô hồn giả quỷ cung phú quý nói tới đây không thắng thổn thức thở dài làm trộm mộ này hành sớm muộn gì sẽ là như vậy cái kết cục ngươi đào nhân gia mồ nhân gia còn không được muốn ngươi mệnh a à. ta điểm khởi một cây yên tới ngậm ở trong miệng đặt ở trên bàn tay phải thói quen tính gõ hai hạ ngươi thấy chưa thấy qua một cái kêu kiều công lượng người. Hoặc là nói, ngươi sau khi chết kia đoạn thời gian, có người tới đi tìm ngươi sao? Không có. Cung phú quý cười khổ nói, ta tồn tại thời điểm, cũng chưa người để ý tới ta, đã chết còn có thể có người cố ý tới tìm ta sao? Ta tiếp tục hỏi, vậy ngươi đã chết lúc sau, liền không lại hồi lão trọc sơn bên kia coi trọng liếc mắt một cái. Cung phú quý nói, ta trở về quá, nhưng là không dám hướng bờ sông đi. Chính là xa xa nhìn vài lần, ta cũng là bị chết không cam lòng a. À? Nói ta không nghĩ báo thù đó là giả, nhưng ta cũng là thật không dám lại đi lão trọc sơn, quá cái kia cầu đá hà. Mỗi lần đều là coi trọng liếc mắt một cái liền đi. Ta trầm giọng nói, ngươi đi xem qua vài lần. Đều thấy cái gì? Chương 547, ta còn có thể tính sai sao? Đổi mới siêu mau. Ta nói chuyện thời điểm, nhìn chầm chầm vào cung phú quý, cung phú quý lắc đầu nói, ta cái gì cũng chưa thấy. Thủy ấn quảng cáo thí nghiệm, thủy ấn quảng cáo thí nghiệm kia địa phương quá tà, phạm vi 23 trong vòng đều không có quỷ hồn. Ta đi qua đi liền cảm thấy hốt hoảng a. À. Nga. Nguyên lai like là như thế này. Ta không chút để ý đáp lại một câu, ngươi từ khi nào bắt đầu đi theo đốc quân, ở hắn thuộc hạ làm nhiều ít năm. Không cùng đốc quân phía trước lại làm nhiều ít năm đảo đấu mua bán. Cung phú quý nói, ta 16 tuổi liền đi theo cửu cửu đảo đấu, mãi cho đến ta 40 tuổi thời điểm, mới ở buôn bán thời điểm gặp gỡ đốc quân. Hắn không bắn chết ta, đem ta lưu tại công binh doanh. Ta liền lại đi theo hắn làm năm năm. Ân. Ta gật đầu đứng lên tới, ngươi dẫn ta đi xem ngươi mồ. Cung phú quý hơi kinh hải, Lý Đường chủ, ngươi muốn xem ta mồ. Ta ánh mắt hơi trầm xuống nói, như thế nào? Không thể sao? Có thể. Có thể, Cung phú quý đứng lên, mang theo chúng ta mấy cái hướng Bãi Tha Ma thượng đi. Ta ở sau người cấp dịp Dương bọn họ đánh cái tiểu tâm đề phòng thủ thế, trong miệng nói, này Bãi Tha Ma thượng có bao nhiêu cô hồn giả quỷ? Cũng không nhiều lắm cũng liền năm sáu trăm hào. Cung phú quý thở dài nói, có thể đầu thai người đều đi rồi, liền dư lại chúng ta này đó không đầu thai người, còn ở nơi này lắc lư. Phía trước chính là ta trung cốt địa phương. Ta theo cung phú quý ngón tay phương hướng nhìn qua đi, chỉ nhìn thấy một tòa hoang mồ. Lớp người già nói qua, tới rồi trên núi đừng tóm được một cái đồ nhà quê liền hướng trên đỉnh trạm, lộng không hảo liền đứng ở người chết trên đầu. Lời này không phải không có căn cứ, giả thiết một tòa mồ ném ở nơi đó thâm niên lâu ngày không có người quản, có thể hay không tìm không ra đáp án là sẽ mộ giống nhau đều là ở triền núi phía dưới liền tính là không có đất đá trôi linh tinh sự tình trên núi thổ cũng sẽ ở gió thổi dòng nước thúc đẩy hạ từ trên núi rơi xuống tết thanh minh viếng mộ mã cấp phần mộ làm cỏ điền thổ tập tục chính là đem phần mộ thêm cao một ít bằng không trên núi thổ xuống dưới lại bị mộ phần thảo chống đỡ không hướng khác mà đi bao nhiêu năm lúc sau kia mộ cũng liền xem không chứ ta hít mắt nói ngươi không phải cô hồn giả quỷ sao ai tới cho ngươi điền thổ cái này cái này, cung phú quý vừa mới nói hai câu lời nói, Diệp Dương Trường Kiếm cũng đè ở đối phương trên cổ. Ta từ ba lô rút ra công binh sạn, thành thạo đào khai phần mộ. Nơi đó mặt đích xác có một khối dùng chiếu bọc bạch cốt. Ta dùng cái sạn ở trên xương cốt chạm vào hai hạ, mới mắt lạnh nhìn về phía cung phú quý, này không phải ngươi thi thể. Ngươi mồ ở đâu? Cung phú quý nói, Lý Đường chủ, ngươi đây là oan uổng ta a. À? Đây là ta thi thể a. À? Ta dùng cái sạn đem mồ bộ xương khô cấp lấy lên hảo hảo xem xem cái này xương cốt miệng, ngươi nói đây là ngươi xương cốt. Cung phú quý nói, này xác thật là ta xương cốt, lý đường chủ, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Đối phương nói còn chưa dứt lời, Diệp Dương Trường kiếm liền thuận thế đi xuống một áp, băng lãnh kiếm phong thiếu chút nữa liền thiết vào đối phương đầu vai. Cung phú quý cũng coi như là có vài phần tâm huyết, lập tức bạo nộ nói, Lý Phách, Diệp Dương, các ngươi khinh người quá đáng. Các ngươi muốn biết sự tình, ta nói, các ngươi muốn hợp tác, ta cũng ứng. Các ngươi muốn giết ta, Vậy giống cái đàn ông giống nhau tới. Đừng mẹ nó chơi loại này muốn vu oan giá họa. Diệp Dương vô dụng ta nói chuyện liền rút về trường kiếm, ta cũng khẽ lắc đầu nói, Cung Phú Quý, ngươi là thật nhận không ra chính mình thi thể sao? Cung Phú Quý trong mắt tức giận không tiêu, nhưng là trong giọng nói đã nhiều ít có chút buông lỏng, ta chính mình thi thể, ta chính mình có thể không quen biết sao? Ta đem lỗ thủng đoan đến Cung Phú Quý phụ cận, ngươi nhìn nhìn lại. Ta thấy Cung Phú Quý vẻ mặt mê mang, liền biết hắn căn bản là cái gì cũng chưa nhìn ra tới chỉ có thể giải thích nói, chính ngươi nói 16 tuổi liền bắt đầu trộm mộ, trong lúc này, ngươi hạ quá nhiều ít mộ. Gấp nhiều ít đồ vật ra tới. Ngươi trong lòng sẽ không số sao. Ngươi nha sẽ bảo trì đến như vậy hoàn hảo. Trộm mộ tặc hạ mộ đều là càng bí ẩn càng tốt, cho nên trộm động sẽ không khai đến quá lớn, có đôi khi đồ vật lấy không ra phải ngậm ở trong miệng, ngậm đồ vật một đường gập gần ra tới, hơn nữa âm khí ăn mòn, trộm mộ tặc trước nha khẳng định sẽ không quá hảo. Liền tính trộm mộ tặc không cần miệng ngậm đồ vật, bọn họ cũng sẽ đem tác khẩu ngọc một loại quan trọng ngọc khí hàm ở trong miệng hoặc là nhét vào cốc lộ trình mang ra mộ tán một là vì ôn dưỡng ngọc khí làm nó chậm rãi cùng ngoại giới không khí tiếp xúc bảo trì ngọc khí màu sắc nhị là vì có thể ở đồng bạn trước mặt tàn điểm đồ vật có kinh nghiệm trộn mộ tặc giống nhau đều sẽ lục soát lục soát hạ mộ người này hai cái địa phương xem bọn hắn tàn không tàn tư trộn mộ tặc làm lâu rồi đều sẽ chết vào miệng cùng cốc nói bệnh biến hơn nửa trị không thể trị đây là trộn mộ tặc số mệnh cũng có thể nói là báo ứng. Ta từ mồ đào ra kia viên bộ xương khô, hàm răng bảo tồn đến phi thường hoàn chỉnh, thậm chí liền một viên nha cũng chưa rớt quá. Nói đây là một khối làm hai mươi mấy năm trộn mộ nghề người thi thể, ta cái thứ nhất không tin. Chính là, cung phú quý đến lúc này, vẫn là không chịu thừa nhận, Lý Đường chủ, đây là ta thi thể, ta còn có thể đem thi thể của mình tính sai địa phương sao? Ta cấp phong nếu hành đệ một cái ánh mắt, động thủ. Chương 548, trên người rét run. Đổi mới siêu mau Phong nếu biết không chờ cung phú quý có phản ứng gì, liền giơ tay đánh ra năm đạo linh phù. Thủy ấn quảng cáo thí nghiệm, thủy ấn quảng cáo thí nghiệm. Như đao bay vụt linh phù, trong chớp mắt liền dán lên thi thể tứ chi cùng cái tráng, ngay sau đó gian, năm trương linh phù đồng thời dẫn châm liệt hỏa liền bao trùm mồ xác chết. Cung phú quý lạnh giọng kêu lên, Lý Phách, ngươi không được hảo. Cung phú quý nói không kêu xong, người liền ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn không hôi phi yên diệt. Quỷ hồn bị thuật sĩ tìm được xác chết, tuyệt không phải cái gì chuyện tốt, thuật sĩ có thể thông qua đối xác chết thi pháp, thẳng đánh đối phương hồn phách, trừ phi hắn có thể đạt tới thi mị cố bắt cái loại này nguyên hồn thành linh địa bước, nếu không, xác chết bị tập kích, quỷ hồn tất nhiên hồn phi phách tán. Cung phú quý một mông ngồi ở trên mặt đất, hai mắt vô thần tự mình lẩm bẩm, kia không phải ta thi thể, ta thủ người khác thi thể, sống nhiều năm như vậy. Cung phú quý quay đầu hướng ta trên người nhìn lại đây, lý đường chủ, ta thi thể đến chỗ nào vậy? Ta hít sâu một hơi nói, hẳn là còn tại đây tòa bãi tha ma thượng ngươi đem tất cả mọi người triệu tập lại đây, nhìn xem thiếu ai. Đều đi ra cho ta. Cung phú quý một tiếng quỷ khiếu lúc sau, hàng trăm cô hồn giả quỷ tất cả đều ở phần mộ sau lưng hiện ra hình bóng, phóng nhãn nhìn lại, trên núi nơi nơi đều là rậm rạp quỷ ảnh. Cung phú quý càng cả giọng hô, quản sự nhi đều đi ra cho ta, cho ta ra, cho ta một đám ra, nhìn xem thiếu ai, nhanh lên. Mấy cái quỷ hồn bay nhanh nhẹ điểm nhân số thời điểm, ta cùng dịp dương sắc mặt đều trầm xuống dưới. Lòng ta không khỏi sinh ra một cái đáng sợ ý tưởng, chẳng lẽ là lão lưu tự cấp ta hạ bộ sao? Là lão lưu chỉ điểm ta tới tìm cung phú quý, cũng là lão lưu cho ta nói năm đó cù long một chuyện xưa, nếu là ta tin cung phú quý nói, tùy tiện thượng lão trọc sơn, bên kia có thể hay không còn có một cái bẫy đang chờ ta. Ta nghĩ đến đây liền không khỏi trên người rét run. Ta vẫn luôn đang hỏi chính mình, là ta đang nghi sao? Không phải, đây là người giang hồ bình thường nhất tư duy. Chính quỷ năm đó đã nói với ta, thân cận nửa người đều có phản bội ngươi khả năng tính. Phó phản bội chủ, phu phản bội thê, thậm chí tử phản bội phụ, ở trên giang hồ đều là nhìn mãi quen mắt. Phản bội, có đôi khi cũng không phải vì ích lợi, nhưng chính là loại này không vì ích lợi phản bội, mới nhất đáng sợ, cũng khó nhất phòng bị. Ta không tin lão lưu sẽ bán đứng ta, nhưng là ta nhất định phải tìm được chứng cứ. Nếu không, chẳng sợ lại đại tín nhiệm, cũng có thể sẽ xuất hiện vết rách. Ta sắc mặt âm trầm đứng ở nơi đó không nói một lời thời điểm, phong nếu hành như là muốn cùng ta nói chuyện, lại bị Diệp Dương cấp ngăn cản trở về ta cũng mang theo vài phần bất lực nhìn về phía Diệp Dương, lại chưa cho ta bất luận cái gì phản ứng, hắn biết, đạo khảm này, cần thiết ta chính mình đi qua đi. Nếu không, nhất định sẽ như là xà giống nhau truyền ở ta trên người, đi ảnh hưởng ta kết hạ tới mỗi một lần phán đoán. Không bao lâu, bị phái ra đi quỷ hồn liền tất cả đều đã trở lại, cung phú quý sắc mặt âm trầm nói, chúng ta người một cái cũng chưa thiếu. Ta phóng nhãn nhìn về phía đầy khắp núi đồi hoang mồ, đem không có quỷ phần mộ đều đào khai, cẩn thận tìm. Cung phú quý lạnh lùng nói, đều đi cho ta đào mồ, một cái đều không thể buông tha, nhanh lên. Trên núi quỷ hồn sôi nổi nhào hướng không có hồn phách cư trú phần mộ, khắp trên sườn núi nơi nơi đều là bụi đất phi dương. Ta đôi mắt lại chăm chú vào cung phú quý trên người không bỏ, cung phú quý bị ta xem đến có điểm phát mau, lý đường chủ, lý gia. Ngươi nhưng đừng như vậy xem ta, ta là thật sự cái gì cũng không biết à. Một cái quỷ hồn sẽ tìm không ra chính mình thi thể. Ta không quá tin tưởng loại này cách nói. Nếu, có người cố ý nói cho cung phú quý hẳn là như thế nào ứng đối ta đâu không biết rõ chân tướng phía trước ta không dám dết cung phú quý từ góc độ này giảng hắn ngược lại sẽ thập phần an toàn cho ta hạ bộ người có thể hay không chính là bắt được ta loại này tâm lý ở không có tìm được chân tướng phía trước bất luận cái gì một loại suy đoán đều có khả năng thành lập ta ở mồ qua lại đi rồi vài bước lại càng đi càng là phiền lòng diệp dương trầm giọng nói bình tĩnh ngẫm lại phần cuối hẻm phần cuối hẻm ta tưởng cái gì lão lưu Ta bỗng nhiên tỉnh ngộ lại đây, phần cuối hẻm Trần Tiểu Bối là lão Lưu kiếp trước hồng nhan tri kỷ, Trần Tiểu Bối vài lần gặp nạn, lão Lưu đều có thể trầm ổn, chút nào không đi quấy rầy ta tự hỏi. Nếu lúc ấy lão Lưu hơi chút có chút không bình tĩnh hành động, đều khả năng quấy rầy ta mặt sau hành động. Lão Lưu bất động là bởi vì hắn biết chỉ có bình tĩnh mới có thể vãn hồi xu hướng suy tàn. Diệp Dương là làm ta nhiều học học lão Lưu. Ta tận khả năng bình phục chính mình cảm xúc khi, những cái đó quỷ hồn cũng lục tục đuổi lại đây, cung phú quý mặt trầm như nước nói, Lý đường chủ, bọn họ cái gì cũng chưa tìm được. Ta dám khẳng định, cung phú quý thi thể còn tại đây tòa sơn thượng, hắn chính là thi thể sẽ là ở đâu đâu. Cung phú quý nói, Lý đường chủ, nếu không, ta làm người theo nguyên lai mồ đi xuống đào một đào đi. Nói không chừng, ta thi thể liền ở một phía dưới càng sâu địa phương. Nếu không, ta như thế nào sẽ thủ cái này địa phương vẫn không nhúc nhích đâu. Ta quay đầu nhìn về phía cung phú quý, cùng ta xuống núi. Ta cũng không quay đầu lại chạy về ta cùng cung phú quý đàm phán phá nhà ở, làm ngươi người đem nơi này tất cả đều cấp đào khai, đào ba thước đất cũng đến tìm ra dấu vết để lại. Cung phú quý cắn răng một cái, đào, hết thảy cho ta đào. Ta nhìn nơi nơi bận rộn quỷ hồn, nhìn không được lẩm bẩm, nếu là còn đào không đến đâu. Chương 549, đào tới rồi. Đổi mới siêu mau. Diệp Dương từ phía sau đi tới, vỗ vỗ ta bả vai, bình tĩnh chút. Ta cũng tưởng bình tĩnh, nhưng là ta ngăn chặn không được muốn suy nghĩ cái gì. Quỷ hồn tuy rằng có thể khắp nơi du đảng, nhưng là hắn nhất thường lui tới địa phương khẳng định là ở chính mình thi thể phụ cận giống như là người phải về nhà giống nhau thủy ấn quảng cáo thí nghiệm thủy ấn quảng cáo thí nghiệm nếu phá phòng phía dưới vẫn là không có công phú quý thi thể cũng chỉ có thể thuyết minh hắn thi thể bị người mang đi có người lại dùng hắn thi thể uy hiếp hắn cùng ta giao phong người kia sẽ là ai lão lưu ta bỗng nhiên chi gian cảm thấy chính mình đôi tay lạnh cả người người chỉ có ở cảm xúc quá kích thời điểm mới có thể xuất hiện loại này phản ứng ngay sau đó Giang, ta bỗng nhiên giác chính mình trên người truyền đến một trận đau nhất, chờ ta quay đầu lại khi, lại thấy Diệp Dương cầm một cây châm đứng ở ta phía sau, đừng nhúc nhích, ngươi cảm xúc quá kích động, này không giống ngươi. Diệp Dương nói chuyện chi Giang, lại đem một cây ngân châm cắm ở ta trên người. Diệp Dương liên tục hạ tam châm, tâm tình của ta mới bình phục một ít, phong nếu hành cũng nói, Diệp Dương dùng ngân châm khống chế ngươi cảm xúc, ngươi trước bình tĩnh chút, ngươi có điểm mất khống chế. Lý Phách, ngươi không phát giác, ngươi hình như là bị thứ gì ảnh hưởng sao? ngươi ngày thường dám liều mạng lại không phải ở không hề nắm chắc dưới tình huống xính cái dũng của thất phu ngươi càng nhiều thời điểm là ở đánh cuộc mệnh bởi vì ngươi đại đa số dưới tình huống là phân tích địch ta thực lực lúc sau mang theo nhất định nắm chắc đi đánh cuộc thắng thua chỉ có tới rồi bị bất đắc dĩ thời điểm mới có thể chân chính đi liều mạng ngươi lần này là làm sao vậy còn không có cái manh mối liền cảm xúc mất khống chế sao ta nhịn không được hít ngược một hơi khí lạnh phong nếu hành diệp dương nói không sai ta giống như thật là bị sự tình gì ảnh hưởng tới rồi cảm xúc. Sư phụ ta cùng chính quỷ đều đã dạy ta, chỉ biết liều mạng người, cả đời này đều chỉ có thể cho người ta đương pháo hôi. Chỉ có hung tàn, giảo hoạt cùng tồn tại khi, người mới có thể trở thành trong rừng cây mảnh thú trung vương giả. Ta mỗi lần liều mạng đều ở có nhất định nắm chắc dưới mới có thể ra tay, ít nhất ta cũng là ở độ đối phương sẽ so với ta càng tích mệnh. Lần này, ta là làm sao vậy? Ta chính nhìn Diệp Dương không biết nên nói cái gì thời điểm thời điểm, bỗng nhiên nghe thấy có người hô, lão đại người mau tới đây nơi này có quan tài ta vài bước đuổi vào phòng mới thấy những cái đó giả quỷ ở chúng ta vừa rồi ngồi quá cái bàn kia phía dưới đào ra một mụn quan tài ta xua tay làm người lui ra phía sau chính mình đẩy ra nắp quan tài ta thấy trong quan tài thi thể kia không khỏi bỗng nhiên trợn tròn đôi mắt khi cổ thi thể thượng thế nhưng bọc một tầng tràn ngập tự giấy sao coi trọng giống như là đem một quyển sách cấp mở ra lúc sau dùng trang sách đem thi thể cấp bao lên ta thật cẩn thận đem giấy từng trương từ thi thể thượng bắt lấy tới đặt ở một bên thi thể gương mặt cũng từ trang sách phía dưới lộ ra tới, quả nhiên chính là cung phú quý. Ta lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, các ngươi tới giúp ta một chút, đem này đó giấy tất cả đều bắt lấy tới. Diệp Dương bọn họ cùng nhau động thủ đem trang sách cầm xuống dưới, dựa theo trang trên chân con số một lần nữa lập trình tự. Ta cũng ở thi thể sau lưng phát hiện một trương chỉ có bàn tay rộng hẹp, rồi lại nửa thước dài hơn giấy vàng, kia mặt trên còn ấn một cái chưa từng gặp qua ký hiệu. Nói đó là phù văn, có ba phần tương tự. Nói là chú văn, đảo cũng có vài phần thần vận nói đó là thượng cổ chữ triện, nhìn đảo cũng có vài phần ý tứ. Ta cầm kia tờ giấy lẩm bẩm, này đến tột cùng là thứ gì? Hạ Mộng Anh nói, có thể cho ta xem một chút sao? Ta có thể thử xem có thể hay không phá giải này tờ giấy thượng ký hiệu. Ta đem kia tờ giấy giao cho Hạ Mộng Anh lúc sau, phong nếu hành cầm từ thi thể thượng gỡ xuống tới trang sách nói, thật sự gặp gỡ thư quỷ, ngươi xem này mặt trên viết, còn không phải là lão trọc trên núi sự tình sao? Bao ở cung phú quý trên người đồ vật, kỳ thật là một quyển sách, một quyển còn không có viết xong thư kia mặt trên không chỉ có viết một cái cù long mồ chuyện xưa, mặt sau còn có nửa thiên nội dung. Nơi đó nửa thiên chuyện xưa viết chính là có cái thuật sĩ tìm được cung phú quý lúc sau, bắt đầu hoài nghi chính mình bị đồng bạn bán đứng, chuyện xưa chỉ có cái kia thuật sĩ rối rắm lại không viết xuống văn. Ta thành chuyện xưa thuật sĩ. Ta nhìn về phía cung phú quý nói, ngươi hiện tại có thể nhớ tới cái gì sao? Cung phú quý vẻ mặt mờ mịt lắc lắc đầu, ta cái gì đều nhớ không nổi. Ta không khỏi cười khổ một tiếng, vẫn là không tránh thoát đi. Cái này thư quỷ quá giảo hoạt. Con. Ta dơ dơ lên trong tay thư, ta như vậy cẩn thận, vẫn là rớt vào nó an bài tốt chuyện xưa, nếu không phải câu chuyện này không viết xong, nói không chừng, ta phải trở về giết lão lưu. Phong nếu hành đạo, câu chuyện này ta cũng nhìn, ta cảm thấy, thư quỷ không phải không chê vào đâu được đối thủ, ít nhất hắn chuyện xưa chỉ có một thuật sĩ. Chúng ta lại tới bốn người. Điểm này thượng xem, liền tính hắn đem chuyện xưa viết xong, chúng ta cũng có xoay ngược lại kết cục khả năng. Còn có, thư quỷ chuyện xưa, cần thiết trải qua nào đó điều kiện mới có thể kích phát. Đỗ Phỉ chuyện xưa, là ngươi đứng ở cửa sổ thấy Đỗ Phỉ quỷ hồn mới có thể kích phát câu chuyện này. Cù Long Mồ chuyện xưa, hẳn là ngươi ngồi ở cung phú quý thi thể thượng, cùng hắn nhắc tới năm đó chuyện cũ, mới có thể tiến vào cái kia chuyện xưa. Phong nếu Hành nói xong nhìn về phía cung phú quý, trước kia có hay không cùng người nói qua Cù Long Mồ chuyện này. Chương 550, đổi cái ý nghĩ. Đổi mới siêu mau. Cung phú quý lắc đầu nói: trước kia có người tại đây cùng ta nói qua mua bán, nhưng là không nói qua cù long mồ. Thủy ấn quảng cáo thí nghiệm thủy ấn quảng cáo thí nghiệm. Ta hồi tưởng một chút chính mình cùng cung phú quý gặp mặt quá trình, từ hắn những cái đó thủ hạ mang lên bàn ghế nhanh nhẹn trình độ thượng xem, bọn họ không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này. Này liền thuyết minh, cung phú quý không phải lần đầu ở phá trong phòng cùng người nói sinh ý. Cho nên, ngồi ở cung phú quý thi thể nộp lên thiệp, hẳn là không phải kích phát chuyện xưa duy nhất điều kiện. Phong nếu hành phân tích hẳn là không sai chính là chúng ta tìm được rồi này đó manh mối, lại có thể như thế nào. Thư Quỷ Tư Duy giống như thiên mã hành không, không có dấu vết để tìm, hắn làm ngươi nhìn đến, cũng chỉ có hắn cố ý lưu lại manh mối. Ta còn có hai cái manh mối không tìm, một cái là ma chú group cha còn có một cái chính là Cù Long Mồ. Ta theo Cù Long Mồ phương hướng thượng lão Trọc Sơn, rất có khả năng sẽ rơi vào Cù Long Mồ kế tiếp chuyện xưa. Ta đi tìm cái kia group cha, kia không phải tương đương ta lại muốn hướng chính mình tránh đi chuyện xưa toản sao? trên đời không có không chê vào đâu được bí thuật cũng không có hoàng mỹ không tì vết chuyện xưa muốn phá giải thư quỷ này một ván khẳng định còn có một cái mấu chốt chỗ nhưng ta cố tình tìm không thấy nó ở địa phương nào ta đang ở trầm mặt chi giang hạ mộng oanh đã đi tới ta minh bạch cái kia ký hiệu ý tứ đó là thượng cổ vu văn ý tứ là không thể an giấc ngàn thu ta nhịn không được hít ngược một hơi khí lạnh đây là muốn cho quỷ hồn không yên a à. ta đang xem hướng cung phú quý khi rồi lại lại lần nữa trầm mặc đi chúng ta đi tìm cá nhân. Có chút lời nói, ta vô pháp làm trò cung phú quý mặt nói, chỉ có thể trước rời đi này phiến bãi tha ma lại nói. Chờ ta lên xe lúc sau, theo bản năng hướng ô tô kính chiếu hậu nhìn thoáng qua, cung phú quý quỷ hồn chính lẻ loi đứng ở ven đường đối với chúng ta ô tô vẫy tay, xem kia ý tứ như là có chuyện muốn nói. Diệp Dương cũng chú ý tới đối phương, trở về sao? Không cần, tiếp tục đi. Ta trầm giọng nói, một khi nào đó chuyện xưa xuất hiện hơn phân nữa, nơi đó manh mối liền không đáng chúng ta liều chết truy ra ngươi hướng trên núi xem. Ta nghiêng đầu nhìn về phía bãi tha ma, những cái đó cô hồn giả quỷ còn ở phá trong phòng ra ra vào vào, ngươi dám bảo đảm, bọn họ không phải lại đem cung phú quý thi thể cấp chung đi trở về sao. Ta khẳng định vẫn là rơi rất thứ gì. Ta nhẹ nhàng gõ trong tay kia bổn phá thư nói, cấp triệu từ gọi điện thoại, hỏi một chút hắn tỉnh thành đồ cổ hành có hay không chuyên môn thu thập sách của người. Ở đồ cổ này một hàng, tức chứa sách của người cũng không nhiều thấy. Sách cổ định giá tương đối mặt khác đồ cổ tới nói, càng vì phức tạp một ít. Từ niên đại, nội dung, phiên bản đến văn tự đều có cách nói, hơn nửa sách cổ càng vì không dễ bảo tồn. Đơn thuần từ đồ cổ gốc độ đi cất chứa sách cổ người cũng không nhiều, ngược lại là học giả tương đối thích cất chứa mấy thứ này. Triệu Từ bên kia thực mau cho ta phát tới tin tức, tỉnh thành yêu thích cất chứa sách cổ người, chỉ có một người giáo sư Dương. Ta đại khái thượng nhìn một chút giáo sư Dương tư liệu, người này chính là thuần túy học giả hình nhân vật, thu thập cổ xưa sách cổ chính là hắn lớn nhất yêu thích. Nhưng là, người này lại đối sách cổ yêu cầu rất cao, đồ cổ hành người cho hắn giới thiệu quá vài lần sách cổ, hắn cũng chưa coi trọng mắt, thường xuyên qua lại cũng liền không vài người chủ động liên hệ hắn mua bán. Bất quá, giáo sư Dương vẫn luôn cùng một cái kêu, liếc mắt một cái thông, người có liên hệ, người kia ở đồ cổ hành cũng coi như là có chút danh khí nhân vật, thứ gì liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu. Ta cầm tư liệu nói, các ngươi nói, cái này bán đồ cổ liếc mắt một cái thông, có thể hay không chính là cù Long mồ chuyện xưa liếc mắt một cái thông. Phong nếu hành nhíu mày nói, cái này khó mà nói muốn hay không chúng ta tra một tra liếc mắt một cái thông lúc này vẫn luôn không nói gì hạ mộng anh nói ta có điểm ý kiến không biết có nên hay không nói ta cười nói chúng ta hiện tại là cùng nhau vào sinh ra tử đồng bọn có cái gì không thể nói lại nói chúng ta hai giới đường lại không phải không bán hai giá có nói cái gì cứ việc nói hạ mộng anh nói ta cảm thấy ngươi vẫn luôn là ở lấy thuật sĩ tư duy ở đối đãi vấn đề này nếu ngươi đổi thành tác giả tư duy có lẽ sẽ có không tưởng được phát hiện Ta tức khắc tới hứng thú, lời này nói như thế nào? Hạ Mộng Oanh mở ra chúng ta từ thi thể thượng bắt lấy tới trang sách nói, ngươi xem quyển sách này, công đối phương viết làm thủ pháp tuy rằng gần sát thoại bản, nhưng là nhìn kỹ nói, hành văn phương thức giữa còn có thể tìm ra hiện đại văn dấu vết. Ta nhướng mày nói, ý của ngươi là, này thiên truyện xưa là cái hiện đại người viết ra đồ vật. Đối. Ngươi lại xem nơi này. Nơi này. Còn có nơi này, Hạ Mộng Oanh liên tục chỉ ra mấy cái địa phương nói, mấy chữ này rõ ràng là chữ giảng thể nếu viết thư người sống ở kiến quốc phía trước sẽ không dùng sử dụng loại này giảng thể phương pháp sáng tác nói cách khác này thiên truyện xưa tác giả ở cố tình dùng chữ phồn thể viết làm nhưng phàm là thích viết truyện xưa cũng am hiểu viết truyện xưa người đều có một cái đặc điểm chính là viết đến tình cảm mãnh liệt chỗ sẽ trầm tiếng ở chính mình truyện xưa lúc ấy hắn tư duy tất cả tại truyện xưa giữa ngày thường thói quen liền sẽ không tự giác toát ra tới cho nên ta càng khẳng định cù long mồ là xuất từ một cái hiện đại người bút tích ngươi có phải hay không có thể đổi cái ý nghĩ ngẫm lại hạ mộng oanh nói tới đây ngừng lại